nói vợ chồng ở cùng nhau lâu quá trong mùa dịch sẽ có, biến, thì xem 1001 hoạt động mỗi ngày của Tóc Tiên và Hoàng Tu Liver sẽ thấy, thiệt là thú vị, ngay. Không còn giấu kín bưng như trước, nay Tóc Tiên và chồng thoải mái bung lộ và thường xuyên truyền năng lượng tích cực vì những pha trêu nhau cực đáng yêu. Dường như bộ phim dài tập mang tên, Dìm vợ, của Hoàng Tu Liver vẫn chưa đi có dấu hiệu dừng lại, nhất cử nhất động khó hiểu của Tóc Tiên đều được bắt lại không sót cái nào. Sáng nay, ngày 29 tháng 7, trong khi Hoàng Tuliver đang ngồi chưa đón gió và tận hưởng không khí trong lành buổi sáng thì vợ lại có màn hòa âm với thiên nhiên rồi than trời trách đất vì bỗng dưng nhà bị mất điện. Thậm chí, chồng tóc tiên còn lén ghi lại hành động vén áo, nhúng nhảy loạn nhịp trong vô cùng khó hiểu của nữ ca sĩ. Đáng nói, cô Tiên Vinh cũng tỏ ra thích thú và tự đăng lại clip bị ông xã dìm cho cả thế giới thấy luôn. Ở nhà cùng nhau mà vui vẻ và nhộn nhịp thế này, Tóc Tiên và Hoàng Tu Liver quyết không la cà trong suốt khoảng thời gian qua cũng đúng. Là ca sĩ mà, sáng ra Tóc Tiên phải luyện thanh và Hoàng Tu Liver trở thành khán giả của vợ. Luyện thanh xong thì Tóc Tiên vận khí để hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Cuối cùng, nữ ca sĩ có hành động khó hiểu khiến Hoàng Tu Liver phải vừa quay lén vừa bật cười khúc khích. Ở nhà lên đồ bộ nhưng Tóc Tiên vẫn sang quá luôn này. Trước đó, Hoàng Tuliver đã dìm tóc tiên từ bếp ra sân, dường như series Anh bắt những pha xử lý cồng kềnh của nóc nhà chưa có dấu hiệu kết thúc. Những khoảnh khắc hai vợ chồng lầy lội pha trò bên nhau đều khiến dân tình thích thú. Có cô vợ hài hước, nhí nhảnh nhưng vẫn rất đảm đang như tóc tiên thì ác hẳn cuộc sống hôn nhân của Hoàng Tuliver, thú vị lắm à.